Dạ, Nắng Sơn chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello chị đẹp. Dạ, Nắng Sơn chào cô chú. À, thì bữa nay chị đẹp tiếp tục đi xuống đây. Thứ nhất là xuống đi qua chơi và lấy ai là phụ bùm bùm đó. Cả nhà thấy không, bữa nay nè trang bị cho mình hai cái bao tay mặc cái áo này giống như cái tập về vậy đó. Thấy thường mà cả nhà, chị đẹp là một thợ làm tóc ha, và khi rảnh rảnh á là chị lại trốn việc, chị chạy xuống đây chị chơi, chị phụ mâm mới nha. Đó, mới vừa phụ xong rồi giờ rảnh rảnh nó đứng xíu nè. Quá trời, để coi quay toàn cảnh bả nè. Ôi xa xa em thấy có hai cái ông nào đang đó. Bữa nay hai chị em cũng đang có mặt tại hủ tiếu và viên mùm bông nha cả nhà. Khách cũng vơi vơi bớt xíu rồi, chị đẹp mới được nghỉ nghỉ cả nhà. Bữa nay thì có một cái điều đặc biệt là bữa nay nè, có những cái bàn inox ha. Bữa nay trang bị những cái bàn cao, được mấy cái bàn cao nè, cô chú anh chị mình nói là hiện nay có những cái bàn inox cao cao, ngồi thoải mái hơn ha. Thì tạm thời tại vì mới á, bùm bùm cũng những cái bàn thấp thấp ở nhà, từ từ sẽ cải thiện nhiều hơn ha. Sáng khách đến rất là đông cả nhà. Bàn của bùm bùm thì cỡ khoảng 4 mét thôi, cũng để được cỡ vài cái bàn thôi các chú anh chị. Trong thì để được ba cái bàn ngoài, hai cái, năm cái, bảy cái bàn thôi ha. Nên là tại vì ở Sài Gòn thì mặt bàn tiện bằng mà rộng mà như ý mình rất là khó luôn đó nha. Nên là được như vậy cũng khá là ok, cũng khá là ổn áp rồi. Vừa khách đến ăn tại chỗ mà vừa có những đơn ship đi nữa, cũng khá là ổn ha cả nhà. Hôm nay có những bàn inox thì cao như thế này thì ngồi thấy nó thoáng ha mọi người. Thì nhiều khách đến á thì thấy không chỗ ngồi thì khách gần gần á định mang về nhà dùng. Vô coi chị đẹp bắt phụ cái gì. Chị đẹp làm gì vậy? Trời, biết cọc hả? Hồi sáng có cô chú nói là chị đẹp là thợ làm tóc mà biết rửa chén nữa, hay quá. Giỏi quá. Trời ơi, cục bạch tương nhưng mà cho cô cũng được gì. Chưa có chuyên môn ở nhà, chưa chuyên nghiệp. Mang bao tay thì nó hơi khó cột. Bò viên của cùng bông dai ngon lắm á nha. Ai đến đây cũng thích dùng hủ tiếu bò viên hoặc là mì bò viên. Dai thơm rất là ngon. thêm cân nhiều hết các em làm gì là em xịt ba cái đẹp phải ra là ta đắp nhắm ha. Okay, đây cái hai cái thứ mày ba cái hả, xịt ba cái hả? Nhắm cái kêu chị đẹp xịt ba cái. Ồ, bóp ba cái là vừa mạnh quá là sẽ nhiều là không có đủ tương nha. Sắp tới ngon quá. Sắp tới ngon quá nha. Ủa? Cái bạch tương thôi. Rồi lên.
con lấy ra nha chị. Đi ra về đi nha. Ủa cái mì của chị hả? À, à sao? Đi ra về đi. À rồi cho Nhi cho chị. Ba cái. Nhẹ thôi nha. Tương của Hùng Bum cũng là ở nhà làm nha. Và sa tế tương ớt cũng là ở nhà làm luôn. Rất là ngon. Có thả lai nắng sưng không? Có luôn. Có luôn, thương quá luôn. Cưng lắm luôn. Dạ. Hồi nãy kêu nắng sưng cắt cho thì ngưng. Cắt. À, đợi chút. Sáng bữa nay biết nặng ớt luôn, nặng tương ớt luôn á. Bên kia là bốn tiếng mì bò viên ngưng. Dạ lắm. Đây gì là xung? Đây. Nếu bự là xung làm gì đây con? Hiểu rồi. À, đúng rồi, mình nó xé ra đúng không? Nó sớm nó lạnh được. Nếu mà bự nha, còn nếu mà nhỏ 4 miếng thôi, theo cái đầu này cắt cái 4 cái. Cắt làm ngang ra phải không? Rồi ok, trời ơi. Lắm. Tính tiền không? Nó là 100. Nó là 100. Không được, con cắt gì là sai rồi. Chắc tao quên rồi, ra đây. Thì hết chanh rồi. Còn đóng chanh dưới kia khỏe. Sao? Để bạn chỉ cho con cắt gì nó nặng không có ra chanh. Đúng không? Ở đâu? Nặng không ra chanh nó ra gì? Ra nước. Thôi bây giờ này tiêu công đúng không? Đúng rồi, xé để cho nước đẹp Dạ hả? Dạ hả? Thôi bây giờ cho chú hỏi thăm con chút xíu ha. Trước tiên là chú là cái kênh sự kiện 78 và ở đây là anh Giàu Thiện. Đây chú Giàu Thiện Vlog. Đây là chú Tinh Ba Miền. Còn em tên Bữa Ăn Gia Đình. Bữa Ăn Gia Đình. Chú, giờ con thấy quen với chú này lắm rồi. Quen hả? Tinh Ba Miền con coi rồi. Ba Miền con. Cảm ơn con. Con có coi kênh sự kiện 78 chưa? Sự kiện 78 con coi chưa? Chưa. Sự kiện 78. Chưa. Chưa coi thì con nhớ là về con bấm lên cho coi. Chưa coi thì con nhớ bấm coi ha. Và đầu tiên câu hỏi thứ nhất thì cho chú hỏi thăm chút xíu. Con tên gì? Dạ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ 8 tuổi. Con 8 tuổi à. Bây giờ cho chú hỏi một chút xíu ha, thì hôm nay con đến đây con ăn quán hủ tiếu của cô Bùm Bùm đó, thì cái cảm nhận của con như thế nào, và con chia sẻ cho quý bà con cô bác được xem, cũng như là con thấy cái tô tiếu mình ăn nó cảm giác nó ngon như thế nào, và ngắn rồi nói dài quá bé con đã là được đến đây con ăn. Dạ thì giống như là con cảm giác là ăn cái hủ tiếu này vô thì con thấy nó ngon, bị đậm đà nó ngon á. Thì giống như là con nghĩ là con ăn hoài ăn mãi là con mê luôn. Mê luôn hả? Rồi con có coi là cô Hồng Loan với cô Bùm Bùm á, thì hồi lúc nãy con nói là con chia sẻ con quý mến các cô như thế nào? Dạ, quý mến thì là giống như là con thấy là con hay coi chương trình, con thấy mấy cô cũng dễ thương. Dạ hả?
con là fan của mấy cửa thì con cũng là fan của bác Diễu Linh nữa. Bác Diễu Linh, rồi, rất là tuyệt vời ha. Con còn đi học không? Dạ, con còn đang đi học nhưng mà giờ con đang nghỉ hè rồi. À. Con đang nghỉ hè. Con đang nghỉ hè. Là con học trong đó là con được học sinh gì nè cho bà con cô bác biết nè. Wow, giỏi ha. Quá giỏi.